Hành trình đến với giảng đường đại học của mỗi bạn trẻ là một ước mơ. Thế nhưng, khoảng cách đến trường dường như quá xa. Cuộc sống khó khăn, hoàn cảnh ngặt nghèo khiến ước mơ của các em dần trở nên nhỏ bé. Và rồi chương trình Tiếp sức đến trường của Báo Tuổi Trẻ đã đến với các cô cậu tân sinh viên nghèo, chắp thêm đôi cánh giúp các em vượt qua bức tường rào, tiến đến ngưỡng cửa đại học. Năm 2024 là năm thứ 21 chương trình thực hiện sứ mệnh tân sinh viên gặp khó có Báo Tuổi Trẻ. Dự kiến năm nay, chương trình trao khoảng 1.100 suất học bổng ở 63 tỉnh thành trên cả nước với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng. Mỗi học bổng trị giá 15 triệu đồng và suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng trên 4 năm. Ngoài ra, chương trình rất mong được sự hỗ trợ thêm chỗ ở, việc làm hay phương tiện đi lại, dụng cụ học tập, các khóa học ngoại ngữ cho tân sinh viên. Học bổng dành cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có xác nhận của địa phương hoặc nhà trường đã trúng tuyển vào đại học hoặc cao đẳng năm học 2024-2025. Đăng ký hồ sơ tham gia xét nhận học bổng nhanh chóng bằng 2 bước. Bước 1, tân sinh viên đăng ký học bổng hoặc người giới thiệu tân sinh viên điền các thông tin trực tuyến theo mẫu thông tin mà ban tổ chức quy định. Bước 2, ban tổ chức sẽ phỏng vấn trực tuyến hoặc sẽ phối hợp cùng địa phương xác minh trong một số trường hợp đặc biệt để chọn ra các hoàn cảnh xứng đáng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến từ ngày 8 tháng 8 đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2024. Để nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ quỹ học bổng tiếp sức đến trường, để những ước mơ không bị bỏ ngỏ, các em hãy mạnh dạn đăng ký hồ sơ tham gia xét duyệt. Bên cạnh đó, các cá nhân, tổ chức, đoàn hội, nếu biết hoặc phát hiện những hoàn cảnh tân sinh viên nghèo, hiếu học xung quanh, hãy giới thiệu về cho chương trình. Trong thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển học bổng năm nay, ban tổ chức mong muốn tiếp tục nhận được những hỗ trợ, đóng góp từ các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp để có thêm nhiều phần học bổng, giúp đỡ được nhiều tân sinh viên nghèo hơn. Chúng tôi tin rằng mỗi sự đóng góp sẽ là một viên gạch xây nên tương lai tươi sáng hơn cho các em, để các em cảm thấy hành trình đến trường không đơn độc mà luôn có những bàn tay rộng mở, sẵn sàng nâng bước cùng các em viết tiếp ước mơ.